loạn gì nhiều. Niềm tin và cái tình yêu của đôi lứa, nó là một cái khát vọng cháy bỏng để được tin và được yêu được rất nhiều. Vâng, và ngày hôm nay bạn đã thể hiện cái tình cảm rất là tốt, xin chúc mừng bạn. Và Hoàng Minh đang công tác ở đâu nhỉ? Em đang là sinh viên năm cuối ở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bạn học khoa? Em học khoa thiết kế nội thất. Vậy mà thầy Thương nói bố cũng rất tốt. Và tôi chỉ thấy đặt ra một câu hỏi là tại sao Hoàng Minh lại không theo một con đường chuyên nghiệp nhỉ?
biết đâu nếu như mà sau cuộc thi này mà em thấy mình có một cái khả năng đó thì sẽ bén duyên với âm nhạc, có thể. Vâng, và tôi hy vọng một ngày nào đấy Hoàng Minh sẽ tỏa sáng trên sân khấu và tôi sẽ được thơm lây. Hỏi hỏi lại cái chỗ thơm lây thì ít nhất nhưng em mình chớ nhá thì lây đó cho nên được thơm. Phải nói như thế này, Hoàng Minh ngày hôm nay trước tiên là giải thích về sự có mặt của Hoàng Minh trong đêm ngày hôm nay. Thực ra suýt nữa thì chúng tôi bỏ sót đi mất một tài năng như Hoàng Minh hát để tình anh. Và với Hoàng Minh thì cũng là thí sinh mong manh được vào cuối vòng này cũng do những lý do, và cũng rất may mắn là mình được đứng trên sân khấu để thể hiện mình thêm một lần nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Và mình đã chiếm được tình cảm của tôi với chất giọng ngày hôm nay của Hoàng Minh. Bắt đầu nhìn rất giống Westlife và Oyoan với phong cách của Hoàng Minh trên sân khấu, nhưng với chất giọng thì lại pha chất opera nữa, cho nên là ngày hôm nay mình làm rất tốt, kể cả ở vùng thấp cũng như là ở vùng cao. Tôi rất thích tiết mục này của Hoàng Minh và tôi tin tưởng rằng Hoàng Minh sẽ còn phát triển hơn nữa. Còn nói đến sự bén duyên với âm nhạc thì chắc chắn là mình đã bén duyên rất nhiều rồi, chỉ có rằng là bây giờ mình có thực sự là lấy nó làm nghề cho mình sau này hay không thôi, hay là mình có theo đuổi nghề là mỹ thuật, bởi vì là trong cách hát của mình cũng rất mang chất nghệ sĩ, đúng như là những gì tôi vừa nói với cô Thảo là rất bố cục đấy, trong cách hát là không bố cục lắm, cho nên là không cần phải dương ra nhưng mà rất sâu sắc và rất là góc cạnh trong từng câu từng chữ từng nhạc chữ. Và công phiêu của mình ngày hôm nay là rất tốt, không có chỗ nào nó bị chênh hay là bị lạc điệu đi một chỗ nào cả. Xin chúc mừng em. Phải nói với tôi thì bạn Hoàng Minh thể hiện ca khúc này đối với tôi thấy quá tuyệt vời và rất là hay. Về chất giọng thì rất là đẹp. Tác phẩm thì đủ độ khó, thừa độ khó để mang đi thi. Bạn thiêu rất tốt và tôi nghĩ câu tôi không nghĩ rằng là bạn thiêu được tốt đến như thế. Và tôi cũng xin chúc mừng bạn và tôi cũng không có cái ý kiến nhiều gì về kỹ thuật nữa. Và chúc bạn thành công. Và tôi có một cái câu này cô Thảo có sót, cô nhờ tôi nói. Tức là cái lúc mà bạn thiêu ấy, lúc lên cao thì bạn xử lý mic, có nghĩa là lúc mình đẩy mic xa một chút cho nó mượt, tôi đã bị cứng, thực ra chỗ hơi xa một chút nữa thì sẽ cảm giác nó bay hơn. Xin chúc mừng bạn đã rất thành công ở cái khúc này. Từ ban giám khảo. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với số điểm ban giám khảo dành cho bạn Hoàng Minh. Thầy Đức Hồ 10 điểm, Ông Phương Thảo 10 điểm và thầy Ngọc Hương 10 điểm. Vâng, một số điểm tuyệt đối. Xin chúc mừng bạn Hoàng Minh. Các bạn khán giả yêu thích phần thể hiện của bạn Hoàng Minh sẽ bình chọn cho bạn với mã số 47.